thành phố Hồ Chí Minh hay còn được gọi bằng một cái tên thân thương khác là Sài Gòn, từng được ví sánh là hòn ngọc viễn đông của Đông Dương. Nơi đây được xem như là đầu tàu của nền kinh tế đất nước, đồng thời cũng là trung tâm văn hóa và giáo dục quan trọng nhất Việt Nam. Với tốc độ phát triển nhanh, thành phố Hồ Chí Minh được người Việt đánh giá cao về nơi sinh sống lý tưởng và dễ làm giàu nhất trong 63 tỉnh thành. Đất lành chim đậu, nhiều người đã gắn bó cuộc đời mình trên mảnh đất này. Vẻ đẹp hoang nhoáng về kinh tế, cơ sở hạ tầng phát triển, bệ phóng hoàn hảo về sự nghiệp và cơ hội việc làm do thành phố cấp quốc gia này mang đến có lẽ làm chúng ta không nhìn thấy những góc khuất đâu đó của những mảnh đời đặc biệt. Những tệ nạn xã hội vẫn còn đang hiện hữu, đầy rẫy hàng ngày, hàng giờ. Ma túy, game online, cướp của, giết người, bệnh hiểm nghèo hoành hành khắp nơi. Và đâu là giải pháp? Trong số những tệ nạn xã hội, đáng lưu tâm nhất là con đường nghiện ngập thông qua ma túy. Để có tiền tiêm chích ma túy, những con nghiện có thể làm bất cứ điều gì, kể cả đâm thuê, chém mướn, cướp tài sản. Họ hành động như những con quỷ dữ để thỏa mãn cơn nghiện thuốc. Theo thống kê hiện nay, cả nước Việt Nam có khoảng hơn 200.000 người. Lý do vì sao xã hội cứ mãi chênh vênh giữa hai tầng lớp và những con người bị xem là tận cùng của xã hội ấy, vì đâu mà rơi vào hoàn cảnh như thế chưa? Thiết nghĩ không một người nghiện ngập nào được thỏa lòng và bình an với những thứ có thể giết chết họ trong nay mai. Thậm chí họ còn phải gánh lấy những nỗi đau gấp ngàn lần so với những người bình thường khác. Bởi trong số họ, không ít người bị gia đình ruồng bỏ, bị xã hội ghẻ lạnh và khinh thường. Họ phải vật vã để kiếm được sự sống, dù biết mình sẽ sống rất ít. Chưa kể đến căn bệnh thế kỷ mà nhiều người trong họ đang mang. Nhưng quan trọng nhất, họ là những người thiếu vắng tình yêu thương. Dù hàng trăm chính sách về cai nghiện được nhà nước rất chú trọng, nhưng liệu họ có thực sự được chữa lành mọi vết thương suốt ngần ấy năm tháng? Vì sao vẫn có những vụ vượt trại và cướp tài sản diễn ra? Phải chăng những trung tâm cai nghiện hiện có ở xã hội chưa hiểu được điều họ cần là gì? Ai trong họ không muốn được cai nghiện để không chịu cảnh đau đớn dày vò? Ai mà không muốn được làm người lương thiện để quay về với gia đình, người thân và sống trong những thanh bình, ấm áp, yên an? Khi mọi con đường dường như bế tắc trước thực trạng đầy đau thương ấy, thì nhiều trung tâm giải cứu của các hội thánh Tin Lành được ra đời trong quyền năng của Chúa. Trong số đó, Trung tâm Giải cứu Cơ Đốc Gia đình Nixi là trung tâm giải cứu ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng trên nền tảng niềm tin vào Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Hiện tại Gia đình Nixi đã mở được hai trung tâm giải cứu ma túy tọa lạc ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Với sự ban ơn giúp đỡ của Chúa, cơ sở thứ ba đã được mở ra để nối tiếp mục vụ giải cứu. Đến với Trung tâm Giải cứu Cơ Đốc Gia đình Nixi, những người nghiện ma túy sẽ phải trải qua một số giai đoạn để được giải cứu, biến đổi chính mình. Ban đầu, họ sẽ được anh em chăm sóc tận tình và cầu nguyện để vượt qua giai đoạn lên cơn mà không cần dùng thuốc hỗ trợ. Qua giai đoạn này, khi tinh thần và sức khỏe ổn định, họ sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo, đó là làm sao để biến đổi sâu sắc bên trong tâm trí và tấm lòng. Họ sẽ được học lời Chúa cùng nhau và được cầu nguyện xin Chúa chữa lành mọi vết thương do ma túy đã gây ra cho họ. Hơn thế nữa, khoảng trống tình thương của họ được lấp đầy bằng tình yêu thương mà Thượng Đế dành cho và tình yêu anh em ở trong Chúa. Khi đó, mọi phép màu sẽ được tỏ tường mà chính họ sẽ nhận thấy qua mỗi ngày sống tại trung tâm. Đã có rất nhiều người nghiện ma túy đến với trung tâm giải cứu Nixi, được biến đổi từ một cuộc đời tăm tối, không lối thoát, thành một đời sống ngập tràn ánh sáng của tình yêu và hy vọng mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho họ. Những con người từng bị coi là tận cùng của xã hội ấy đã tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài có quyền biến đổi một cuộc đời đen tối thành một tờ giấy trắng không còn một vết nhơ nào. Đức tin của họ vô cùng đơn sơ nhưng mạnh mẽ vô cùng. Chính bởi điều đó, họ đã chiến thắng được ma túy, kẻ thù lớn nhất của cuộc đời họ. Tờ giấy trắng ấy đang sẵn sàng để Chúa viết lên những câu chuyện diệu kỳ, làm vinh hiển danh Chúa. Ở đâu đó trong màn tối ảm đạm của những góc khuất, những con người trên thành phố này, ánh sáng giải cứu của Chúa đến và tỏa ra một cách mạnh mẽ, vươn đến nhiều con người lầm lạc. Tôi tên là Trần Hiện Tài, hôm nay tôi 26 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương, đầy tiếng cười. Nhưng vào một ngày, công việc làm ăn gia đình tôi thất bại, đời sống của ba mẹ tôi tan vỡ. Tôi tìm đến những cuộc vui khác. Tôi rồi lên vào một tay của ma túy lúc nào không ai biết. Nhưng rồi cảm ơn Chúa,
tôi được vào trung tâm mục sư của mục sư Lân Phương. Anh đã chăm sóc tôi, giảng dạy cho tôi biết về Chúa Giêsu. Từ khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của tôi cảm thấy quyền năng của Chúa và tôi biết yêu thương hơn, mềm mại hơn. Tôi chăm sóc các đẹp khác và tôi được học đàn đến đàn cờ của Chúa. Cảm ơn Chúa về việc bây giờ anh nhỉ. Tôi tên Nguyễn Anh Kiên, năm nay tôi 33 tuổi. Tôi nghiện ngập 14 năm, dục dạ trong tội lỗi. Tôi luôn tìm cách để thoát ra, nhưng mà cái ma túy này nó không nên thay cuộc đời của tôi. Nhiều lúc, nhiều lần tôi tự khó mình trong căn phòng và tự mình lấy xích để xích chân mình lại để cai nghiện cái ma túy này, nhưng tôi bất lực hoàn toàn. Cho đến lúc tôi biết về Chúa Giêsu thì Ngài đã đến và Ngài đã chữa lành mọi bệnh tật của tôi và những vết thương lòng của tôi, và tôi quay lại để giúp đỡ những anh em nghiện ngập. Và tôi dạy những cái lời hay ý đẹp mà Chúa đã dạy tôi như thế nào, tôi dạy dỗ lại những anh em như thế. Tôi tên là Lưu Duy Thanh, tôi năm nay 34 tuổi. Tôi biết đến ma túy từ năm 1996. Cuộc đời tôi trước biết đến ma túy thì tôi sống đời sống gian nát. Tôi ăn trộm, ăn cắp, tôi bán ma túy, tôi lừa lọc gia đình, tôi làm đủ trò để làm sao mà có tiền để tôi thỏa mãn được cơn ma túy của tôi. Tôi nghiện đến lỗi mà nhà tôi không còn ai coi tôi không phải là con người. Chính bản thân tôi còn chán cả tôi. Khi tôi bước chân vào trong gia đình cái xin này thì đầu tiên tôi thấy đó là tình yêu thương. Tại sao ở đây lại có những người ta không nói tục chửi bậy qua lời của Chúa mà tôi được giải cứu. Nhưng giờ đây cảm ơn Chúa, tôi được sống trong sự bình an. Tôi không phải trốn chui trốn lủi, không phải sợ công an. Tôi còn biết là giúp đỡ những em khác sống được tình yêu thương. Khi tôi vào anh em người ta chăm sóc tôi thế nào, thì giờ phút này các anh em mới đến tôi cũng chăm sóc các anh em. Nó đơn giản là chỉ là đấm bóp khi anh em mệt mỏi hay là giọt rũ của anh em của mình nào, nhưng đó là tình yêu thương. Tôi cảm nhận đó là tình yêu thương. Tôi tên là Trần, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi sinh ra một trong một gia đình có Chúa, nhưng mà cuộc sống của tôi thì không có Chúa. Ngay từ nhỏ tôi đã đến nhà thờ, nhưng mà tôi chỉ đến vì ba mẹ. Khi tôi đến nhà thờ thì tâm trí của tôi không để ở trong nhà thờ. Ngay từ nhỏ tôi đã tập thành những thói hư tật xấu. Tôi bỏ nhà tôi đi, cuộc đời của tôi dường như đi xuống dốc. Sau đó là tôi bị ma túy, nó kéo tôi vào vòng xoáy của nó. Ma túy nó đã lấy của tôi đã tất cả. Tôi không còn tiền để chơi thì tôi bắt đầu đi trộm cắp của người ta. Thì tôi đã bị bắt và tôi đã bị vào tù 15 tháng. Gia đình của tôi hết lần này tới lần khác khuyên răn tôi, nhưng mà dường như đó cũng là vô ích. Tôi đã tìm đến một trung tâm Lixi, đó là một trung tâm của Thầy Lê Minh Phương. Cảm ơn Chúa khi tôi ở trong Chúa và tôi được Chúa biến đổi đời sống của tôi. Tới ngày hôm nay thì dường như Chúa đã phục hồi lại cho tôi hoàn toàn những điều mà trước kia tôi đã mắc vào ma túy. Tôi tên là Nguyễn Đức Tuân. Tôi sinh năm 1989, năm nay tôi 28 tuổi. Đó chính là ma túy nó đã đến cuộc đời của tôi và cướp giết và lấy đi cái nhân cách của tôi, và lấy đi cái tình yêu thương của gia đình của tôi. Rồi tôi gặp anh Phương trong một buổi sáng ở nhà tôi, và anh làm chứng chia sẻ cho tôi là anh được ơn của Chúa, Chúa cứu ảnh. Tôi nghe tôi rất là không phục. Tôi biến đổi là nhờ ơn của Chúa. Chúa ban cho tôi sự vui mừng, ban cho tôi sự bình an, ban cho tôi tình yêu thương và hàn gắn lại những vết thương mà tôi đã gây ra cho gia đình của tôi. Tôi muốn rằng tôi được ân điển của Chúa ban cho tôi nhiều hơn để tôi có thể hầu việc Chúa. Tôi sẽ từ bỏ thế gian. Những người nghiện ma túy thì họ thường nghĩ rằng họ không có một con đường nào, không có một lối thoát nào trong cuộc đời của họ, và chỉ có cái chết mới có thể giúp họ từ bỏ được ma túy mà thôi. Và tôi cũng đã từng sống ở trong cảnh như vậy. Là một người nghiện ma túy nhiều năm, bị nhiễm bệnh, và tôi hiểu rõ nỗi đau của anh em tôi phải chịu. Tôi hiểu rõ nỗi tuyệt vọng và những mất mát của những gia đình và những người con nghiện ma túy phải chịu. Và cảm ơn Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc đời của tôi. Và tôi muốn chia sẻ điều đó. Tôi muốn đem đến một con đường, tôi muốn đem đến một hy vọng để cho những người nghiện ma túy, những người nhiễm HIV họ cũng được thay đổi như chính Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi đã mở ra nhiều trung tâm cai nghiện mang tên Trung tâm Giải cứu Cơ Đốc Gia đình Lixi. Và để rồi nơi đây tôi muốn tất cả những anh em tệ nạn ở trong xã hội, ở trong khu vực miền Nam này và trên tất cả đất nước này, họ đến nơi đây để
để họ nhận lấy tình yêu thương, để họ nhận lấy sự biến đổi bởi quyền năng của Chúa như Chúa đã làm đến cuộc đời của tôi và hàng nghìn, hàng triệu những con người khác. Tôi muốn nơi đây như là một gia đình thứ hai của họ. Rồi từ nơi này họ sẽ được chia sẻ, họ sẽ được cảm thông và họ sẽ được biến đổi bởi quyền năng của Chúa. Có lời Kinh Thánh chép rằng điều gì mà con người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Chỉ có Đức Chúa Trời, có tình yêu của Chúa Giêsu có thể thay đổi những cuộc đời tuyệt vọng, nghiệt ngã, bệnh tật và khốn cùng. Và đây là một tin tức tốt lành cho tất cả những con người sống có quá khứ nghiệt ngã và bệnh tật. Xin hãy chia sẻ điều này khắp trong cộng đồng, để rồi nhiều anh em mà họ sống trong sự tuyệt vọng, họ sẽ đến nơi đây để nhận được cái sự thay đổi như đời sống của tôi và hàng nghìn những con người khác. Cảm ơn. Xin Chúa ban ân và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Cha, xin giữ con trong tay Ngài mãi mãi. Xin Chúa ban ân và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Chúa, đồng đi với Giê-xu, Chúa sẽ đi cùng con, đồng đi với Giê-xu, Chúa sẽ đi cùng con.